ทำSo is that the fresh seafood we're going to eat? Over there and over there. Can I? Oh, thank you. Oh, I saw you. Hàng này cao cấp nhất. Mình đi người như thế này. Cá sông đen thì rẻ, hàng có rất sông đỏ.Đây nó đắt hơn cả cái sông đen kia. Nhưng mà con đã bao nhiêu? Con này cũng bao tiền kilo. Cá này là bán 320. Và con đó là bao nhiêu? Khoảng 24,5. Cân lên cho cô ơi. Hai người ăn gì á? Vâng, con đấy là vừa, con này là ăn cá sông đỏ là con này là vừa. Và nếu mà cá sông đen thì là mình ăn to, sông đỏ là anh chị ăn.Không không to à to con này này không đây, là đây, cách thủy mà đấy nhá anh ơi mình ăn con này đi em bảo ăn con này ta trong đó đây cứ tư bóng đây cứ tư bóng chúng ta là mình làm cái cá này nó ăn hậu dập nhá nó vâng vâng anh ơi cái cá này là nó con này thì anh nhớ đấy chắc rồi cá này nó chắc lắm chắc thịt lắm không như cái cá như hỏi xem mà Cá này câu. Has there ever debated like pulp? À, cá nặng em nhìn cái độ chính xác không được cao. Cái cá kia nhìn chuẩn.